Bắt này đánh xuống một cái kim tự tháp để mà tản âm ra khắp phòng, nên là những dòng này các bác để ở đâu nó cũng ra đầy cái phòng các bác. Con này chơi phòng 40 mét vuông đổ lại thoải mái nha, con rất là mạnh nha, cực kỳ keng, còn cả bốn cái chân cao su theo loa luôn này các bác. Đấy, bốn cái chân cao su theo loa luôn này. Yamaha FW800 là một dòng sub quốc dân của Yamaha. Đây là cái cọng dây Canred của Japan, dây 3,5 m để em phục vụ các bác mình chơi những sub, cái sub điện như thế này này các bác, cái sub điện này. Thì dây này em đang giao các bác là 400 ngàn nha, dây xịn nha, của Nhật nha, hai đầu AV để các bác kém sub điện này, hoặc là các bác có bộ vàng nó dài thì có thể sử dụng được nha. Đấy, đây là những bộ dây em kìm theo shop này, thì shop này mới về sáng nay còn đẹp long lanh, catalog đầy đủ luôn nha. Điện 100V, một con shop rất là nổi tiếng của Yamaha FW800, sử dụng cấu hình từ Anico rất là lớn, dòng được lựa chọn rất là nhiều của Yamaha, đẹp lắm nha các bác, rất là mới, rất keng luôn nha. Con này giá 14.700.000 đã bao gồm phí ship nha các bác, 14.700.000 đã bao gồm phí ship, tại vì em tặng kìm cái kia em cân đối luôn cho nó các bác về sử dụng luôn, tại vì em kìm thế kia là em không tính tiền cái đó, vốn luôn cho các bác luôn. Đây rất là mới, rất keng luôn nha, ở phía trên nắp con này 14.700.000 đã bao gồm phí ship nha. Những cái shop này giờ hiện tại giá nó cao luôn các bác. Em nghĩ chắc cả khoảng nửa tháng nữa con này nó sẽ lên giá tiếp. Thì bên đó họ đang báo là lên vài trăm ngàn vì vận chuyển đấy các bác. Nhưng mà em mua số lượng được này được 3 con nên là giá vẫn như con trước, là cân đối cho các bác hợp lý. Nhanh nguồn, rất là mới nha các bác, hàng chắc bãi về, có thay độ keng đó nha, góc cạnh nha, rất đẹp luôn. Lỗ thông hơi bên hông, nó là bass ốc gầm. Những em này là tiếng đánh, tiếng bass rất là chắc nha, đặc trưng của FW800 rồi. Đây là cái kênh chỉnh bên trước này, có thể thấy độ mới, nút nguồn này, volume và các tầng. Đây các bác, bass này đánh xuống một cái kim tự tháp để mà tản âm ra khắp phòng, nên là những dòng này các bác để ở đâu nó cũng ra đầy cái phòng các bác. Con này chơi phòng 40 mét vuông đổ lại thoải mái nha, con rất là mạnh nha, cực kỳ keng, còn cả bốn cái chân cao su theo loa luôn này các bác. Đấy, bốn cái chân cao su theo loa luôn này. Đây cạnh góc này rất đẹp, phía trên 14.700.000 đã bao gồm phí ship nha các bác, chuyển khoản đủ em bớt 200 lĩ là còn 14.500.000 nha, vẫn có kìm cái dây cho các bác sử dụng. Tại vì sao nhiều bác mua qua về như mua súp không để ý tới cái dây, về không có dây cắm, tại vì súp không có thể nào mà để gần cái âm ly được các bác, thường là để phía góc người xa 1-2-3 mét, nên là em kìm cái dây này để cân đối, để hỗ trợ các bác mình chơi luôn, về là cắm luôn, mình xài luôn cho tiện. Đây, con này là con có Cantolo nha, về để tham khảo cho vui thôi các bác, chứ còn tiếng Nhật không à, không có thể hiểu được đâu. Rồi, bác nào mà chốt con FW800 có Cantolo này thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại 0978338 14 hay là 0965 77027, em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha.